Vâng, xin phép anh chị em là chúng ta vào phần việc chính của chúng ta. Thì bây giờ lớp đông rồi, tôi phổ biến lại cái lượng quy nữa một chút. Thứ nhất là chúng ta học trong lớp nó rất đông người, nên là mỗi người chúng ta thì đều phải giữ làm sao để cho cái lớp nó không bị ồn, giữ làm sao mà lớp này học nó phải vui vẻ, thì lần sau mọi người mới thích học, đúng không ạ? Thì kính thưa các anh chị rằng là muốn giữ điều đó thì các anh chị đầu tiên ấy, là các anh chị tắt cho tôi cái micro đấy. Ví dụ như anh Nguyễn Hùng Vân ấy, là anh vừa xẹt xẹt cái một cái thôi là cả lớp khó chịu luôn đấy. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đề ra một quy ước là gì, cứ cái mic nào ồn là cứ tạm thời cho ra ngoài á, cho ra ngoài, sau đó thì vào sau để rút kinh nghiệm, để cho người khác tập trung vào nghe vấn đề. Và trong quá trình học thì các anh chị lưu ý một việc nữa là không tự tiện giơ tay. Khi thầy hỏi thì các anh chị giơ tay và tương tác, để chúng ta tương tác. Và nếu trong trường hợp mà chúng ta cứ giơ tay ấy, là nó sẽ pong 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 đấy, thì có một cái nút bàn tay đấy thì các anh chị cũng không nên tương tác vào đó đấy. Đấy, ví dụ như bây giờ anh Lâm Nguyễn kìa, cứ pong 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 hai lần đấy. Đấy, thì đến thì trong trường hợp pong pong như thế thì các bạn trợ lý lớp lại cũng lại làm ơn mời ra khỏi lớp trước. Xong có việc gì gấp thì gọi điện thẳng cho các trợ lý mà các bạn trợ lý bây giờ đang trực máy, cũng đang nghe điện thoại của các anh chị, nếu các anh chị cần thiết gọi thẳng luôn. Đấy. Thế còn bây giờ cả một lớp chúng ta có, hôm nay chúng ta có khoảng độ hơn 1.000 người học mà chúng ta cứ bong bong như thế thì nó sẽ là ảnh hưởng đến người khác. Và bản chất ấy, thầy cũng đang rất cố gắng để làm sao mà các anh chị hiểu được cái khóa học đại đạo chi giảng thông qua cái việc bước một là chúng ta sẽ đi được từng bài một. Đấy. Sau khi mà chúng ta đi từng bài xong thì xong khóa đại đạo chi giảng một thì chúng ta dành toàn bộ cái phần cuối ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi thực hành. Thực hành là mang kiến thức đại đạo chi giảng đó vận dụng vào nhà, là xem nó giải quyết được vấn đề gì. Đấy. Xong qua tuần sau khoảng 10 ngày nữa chúng ta lại tiếp tục khóa học đại đạo chi giảng 2, thì các anh chị phải về học, xong đó thầy lại lên lớp các anh chị. Và sau khi lên lớp thì tất cả những vướng mắc chúng ta sẽ lại bàn tiếp, và xong lại mang cái kiến thức đó vận dụng vào nhà của chúng ta xem nó giải quyết được vấn đề gì, nghĩa là học và hành. Thì cái khóa này không phải là khóa dạy học, mà khóa này là thầy đồng hành cùng các anh chị trong khóa học để giúp các anh chị hiểu sâu hơn, hiểu cái mục đích của người dạy và cái mong muốn của người dạy, cũng như là biết cách vận dụng nó vào ngôi nhà như thế nào. Chúng ta đi với khóa này với tinh thần là như thế, chứ không phải là khóa này đến đây để chữa nhà. Thế còn tất cả mọi người tham gia khóa học đại đạo chí giản 1 thì đều được tư vấn, ít nhất là tư vấn online miễn phí. Nghĩa là Đại Nam đã dựng ra một cái quy trình tư vấn online miễn phí, từ cái việc hai bên phối hợp với nhau để làm chi tiết ngôi nhà, thì Đại Nam cũng đã ra được cái quy trình đó, và các thầy phong thủy Đại Nam sẽ làm việc đó, nên là mọi người cũng không quá lo lắng về việc nhà mình. Đấy, còn thầy Mạnh chắc chắn rằng là thầy Mạnh ngồi đây thì cũng không có thời gian để mà xem chi tiết video nhà các anh chị, cũng không thể nào mà đưa ra một cái luận đoán một cách chính xác tuyệt đối được. Nhưng mà có giải pháp là chúng ta sau khi xong phần đại cương, các anh chị chắc chắn rồi, thì các thầy phong thủy Đại Nam sẽ hỗ trợ miễn phí tư vấn chi tiết từng nhà một, mỗi nhà chắc phải mất một nửa ngày. Đấy, thế nên là các anh chị cứ bình tĩnh, cái việc này thầy đã giao nhiệm vụ cho các thầy phong thủy Đại Nam rồi, thế nên là các anh chị cũng sẽ hết sức nhiệt tình giúp đỡ chúng ta. Đấy, thế nên là không bị áp lực. Nếu như ngày hôm nay mà nhà mình mà chưa được đưa lên cũng không sao cả, bởi vì ngày mai sẽ có người đưa lên. Đấy, các anh chị lưu ý nhé. Đấy, không vội vàng người cả. Thế thì ở khóa học đại đạo chí giản đấy thì các anh chị sẽ có một cái cuốn tài liệu. Khi đăng ký học thì các anh chị có một cuốn tài liệu. Đấy, cuốn tài liệu như thế này. Đấy, thì một số người có rồi, tất cả là in màu rất đẹp. Cái cuốn tài liệu này là sau khi thương mại in là tính ra là bị lỗ, bởi vì là bán bằng giá in thì bắt đầu mới chặt ra là sau này còn chưa có giá cho trả cho các anh chị vận hành. Đấy. Thế thì nếu như những ai mà nghiên cứu chuyên sâu thì nên mua quyển này, cả một bộ hai quyển, không phải bán hàng đâu nhé, bởi vì cả bộ hai quyển có như mấy trăm nghìn ấy. Mình không nhớ mấy trăm nghìn,
Nhưng mà mình yêu cầu là gì? Rất đẹp và phải in màu hết tất cả cả hai quyển. Nhất là phần hình thế, các anh chị học thì nhìn vào đây hình thế thì rất dễ hiểu. Trong một ngôi nhà rất dễ hiểu luôn. Đấy. Đây. Rất dễ hiểu. Không có cái này thì cứ tưởng tượng rất là mệt mà viết rất nhiều. Thì mục đích ấy là tôi làm ra hai quyển tài liệu này phục vụ những người lười. Đấy. Ngồi học không phải ghi chép nhiều thì trong này nó có tài liệu. Đấy. Thì các anh chị lên mua hai quyển này. Ăn chơi nhiều và rồi thì bây giờ là chỉ có hai chầu cà phê thôi. Mua cái bộ này. Nhé. Cho ra ngoài Vân Nguyễn, tắt mic cũng cho ra ngoài để cho nó không ảnh hưởng đến người khác. Cho ra ngoài thì dễ tiếp, không cho ra ngoài thôi. Bây giờ tất cả mọi người đấy bắt đầu là cứ u ớ mà chẳng biết u ớ cái gì. Đấy. Thì các anh chị nhớ nhé, đây không phải là vấn đề thương mại đâu, bởi vì nó rất rẻ nên là không phải thương mại và in màu rất là đẹp. Đấy. Thì hôm nay là tôi sẽ cùng với các anh chị là nói về các bài học của cái khóa đại đạo chỉ dẫn 1. Sau khi nói xong, hệ thống lại xong, chúng ta đi vào xử lý các nhà, các ngôi nhà trong lớp của chúng ta và mang kiến thức, chỉ dùng kiến thức đại đạo chỉ dẫn 1 thôi nhé, để chúng ta xử lý, để các anh chị thấy được là cái giá trị của kiến thức mà khi chúng ta biết cách vận dụng vào thì nó như thế nào. Thì ở cái bài 1 ấy, bài 1 các anh chị học rồi ấy, thì thấy là bài 1 nói đến đạo tự nhiên, thiên nhân địa. Đấy, thiên nhân địa. Minh Vũ cho ra ngoài, cứ cho ra ngoài đi. Chắc phải cho ra ngoài khoảng 3 bên rồi thì bắt đầu mới lớp mới yên được. Đừng có giơ tay nhiều các anh chị. Thì ở cái bài 1 ấy, nó không, anh chị đừng có nặng nề quá. Đừng có nghĩ là mình cứ phải học từ một. Học không thế được, không thể học thế được đâu. Và nhất là những người mà đã yêu thích cái môn này và bắt đầu nghĩ đến chuyện mà đầu tư vào cái môn này rồi thì đa phần là các anh chị đều là những người lớn tuổi. Thế thì mà chúng ta học từ từ thì không học nổi đâu. Thì các anh chị chỉ nhớ cho thầy là ở cái bài 1 này thì cái mục đích của thầy đưa ra ấy, thì muốn nói cái anh chị rằng là trong thuyết tam tài thiên nhân địa nó rất là quan trọng. Bởi vì làm cái gì thì cũng phải tuân theo trời, tuân theo người và tuân theo đất. Và phong thủy nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong đó. Mặc dù nó là yếu tố địa thôi. Nhưng cái vai trò phong thủy nó quan trọng ấy. Nó quan trọng là nó không phải là nó tự quyết định cái người này như thế nào, mà nó tác động vào cái con người sống ở trong đó. Và nó điều khiển, giống như chúng ta ăn cái gì thì cơ thể chúng ta sẽ phát triển ở mức độ như nào, phát triển như thế nào. Thì đấy là cái mà phong thủy nó mang lại. Vậy thì rõ ràng là nếu như mà ta biết phong thủy thì ta đang nắm được chìa khóa của tự nhiên. Nếu ta hiểu được phong thủy thì không khác gì ta hiểu là ăn cà rốt thì nó có tác dụng gì, ăn cà chua nó có tác dụng gì, ăn rau cải nó có tác dụng gì. Thì phong thủy cũng như thế, nó cũng là một loại thức ăn mà. Thì ta hiểu được phong thủy thì ta biết là ta đưa cái gì vào trong ngôi nhà, và từ cái việc ta đưa cái gì vào trong ngôi nhà, ta ngồi đâu ta đón cái gì, thì nó làm cho cơ thể chúng ta, làm cho sức khỏe chúng ta, làm cho tài vận chúng ta phát triển theo cái xu hướng đó. Chính vì hiểu được cái giá trị đó nên phong thủy Đại Nam quyết tâm rằng gì, đưa cái giá trị này ra cộng đồng, bằng mọi cách đưa ra cộng đồng. Nên là các anh chị gặp cái gì có thể vào nghe, có thể vào học, nó rất dễ dàng cái khoa học này. Mặc dù nó rất dễ dàng nhưng giá trị của nó thì lại rất to lớn. Cơ hội vàng học phong thủy chưa bao giờ dễ dàng như thế. Khám phá tinh hoa phong thủy cổ học với khóa học Đại Đạo Chí Giản
phong thủy cổ học, ưu đãi 80%, chỉ còn 480.000 đồng. Phong thủy khoa học, khơi nguồn sức sống trường tồn, trực tiếp biên soạn và giảng dạy bởi thạc sĩ phong thủy sư Nguyễn Trọng Mạnh, người sáng lập phong thủy Đại Nam, có hơn 10 năm kinh nghiệm, 5.000 giờ lên lớp phong thủy thực chiến, hơn 20.000 học viên với hơn 300 khóa học. Tư vấn trực tiếp hơn 3.000 doanh nghiệp và hộ gia đình. Nội dung khóa học là tâm huyết của thầy Nguyễn Trọng Mạnh cùng toàn bộ hệ sinh thái phong thủy Đại Nam, mong muốn cộng đồng tìm đến cái gốc của phong thủy khoa học để tăng cường sức khỏe, may mắn, thu hút tài lộc sung túc. Đại đạo trí giản, phong thủy cổ học giúp bạn phát triển trường tồn bằng kiến thức phong thủy khoa học giản đơn. Đặc biệt, cơ hội cho 1.000 học viên đăng ký sớm sẽ được tặng sổ tay Đại đạo trí giản trị giá 700.000 đồng. Liên hệ ngay để đăng ký khóa học và nhận ưu đãi hấp dẫn. Hotline 0288 887 7778. Website daotao.phongthuydainam.vn. Đăng ký ngay.